Các bạn ơi, hôm nay sẽ sửa con âm ly đèn này. Đang bị lọt xoay chiều. Tiếng hơi ù. Đấy. Đằng sau âm ly đèn này. Đấy, với tậu cái quả quay quay này, mâm xoay này các bạn ạ, ngồi cho nó tiện. Đấy. Không sợ bê em ly nhiều quá là chết người. Vật nhau có nhiều mất sức quá, bây giờ phải dùng cái này vào, mẹo vào để vần em cho nó nhẹ nhàng tí thôi, còn lấy sức vào làm việc. Đã xử lý xong cái lò nướng bánh mì rồi các bạn ạ. Lại chuẩn bị có bánh mì vừa nhai vừa nghe nhạc đây. Ấy da. Vấn đề là cắm cho cái lò nó nóng lên đã, bánh mì nó phải nóng lên cơ. Nó mới được. Ấy, bánh mì nó phải lò nướng nó phải đỏ rực lên một lúc thì nó mới chạy ngon được các bạn ạ. Lò bánh mì biết hát đấy các bạn ạ. Hay đấy. Ôm kỷ niệm tìm về đêm hoang châu. Hết ý, tiếng rất là ngọt ngào. Hơn nhau thoáng xa. Đã xử lý xong cái lò bánh nướng bánh mì bị ù các bạn ạ. Đấy, cái này âm ly đèn này của anh khách ở Gia Lâm, Hà Nội. Ngon rồi. Đấy. Đức Đoàn phải vừa thiết kế cái quả này các bạn ạ. Đấy, đầu tư thêm cái này nó để chăm sóc em ly cho nó tốt nhất cho các bạn. Đỡ phải đứng lên ngồi xuống này, xoay xoay để làm nó dễ. Ngắm nghía các góc luôn. Em ly nào đẹp, em ly nào xấu, em ly nào mà bị thâm là em ly nó còn sáng sủa, em nào thơm tho, em nào khắm là phải ngắm được hết. Đấy, quay này đúng là thật đấy các bạn ạ. Đấy, âm ly mà nó bị oxy hóa là nó rất là bốc mùi. Nói tếu cho vui tí các bạn, nhưng mà đúng là nó là thật đấy. Đấy, cái này làm rất là thiết kế rất là đẹp. Âu Đức Đoàn xin được mến chào toàn thể các bạn đam mê âm thanh. Các bạn ơi, con này nó đẩy Onkyo M506RS của em Hợi ở trong Thanh Hóa các bạn ạ. Cái này và nó thiết kế nhìn khỏe khoắn và cân đối cực đẹp luôn. Hai cái đồng hồ và cái mặt kính nó toàn bộ cả cái tràn mặt luôn. Đó. Đồng hồ rất to, nhìn khỏe khoắn, cân đối. Thiết kế hai chiếc đáp hai bên, hai vế trái phải cũng vậy. Rất là đều. Đó. Mình thì cũng thích kiểu cân xứng, mà nhìn thấy kiểu là như này rất là hài hòa. Đẹp. Bây giờ sẽ tháo ra để xem bên trong và sửa chữa các cái bệnh của em Onkyo 506RS. Bao Onkyo M506RS của em Hợi Thanh Hóa đằng sau đây ạ. Đằng sau này đó, con này nó chạy trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Công suất là 400W. Đây bên trong là hai viên áp nguồn riêng biệt cho hai vế. Tụ lọc nguồn riêng. Đó. Đây có 3 cái dơ le. Cầu chì 4 cái. Đây, toàn bộ mạch tiền khuếch gài đây các bạn ơi.
Đây, hai cái đồng hồ sau nó nhìn nó to này rồi. Hai củ đồng hồ to vật vã. Gu này mà nảy thì phải nói là quá là đầm luôn. Kim to vật. Căng đét luôn đây các bạn ạ. Đây là bên dưới gầm của em nó đây. Con này chạy mỗi vế 4 sò 1 vít. Sò như kiểu sò tô. Đấy, nhưng mà con này chính là nó đúng là chạy cặp sò xanh đen tô mới là đúng. Đây bên này đã thay sửa rồi và đánh không còn hình thấy số đâu luôn đây. Mất hết số luôn. Đấy. Sò không số. Gọi là nhà không số, phố không tên đấy. Onkyo của bạn Hợi ở Thanh Hóa đây. Sò dưới thì thay xóa hết số rồi. Cầu chì thì nổ cháy đen thui. Đấy. Cầu chì nổ cháy đứt luôn rồi. Lại đang có vấn đề chập công suất rồi các bạn ạ. Tao Onkyo của em Hợi ở Thanh Hóa này như là đứt hết cầu chì và thay sò này là toàn sò chợ vào, xóa hết số đi, chập hết rồi các bạn ạ. Đấy. Chập hoàn toàn tải rồi, thành ra nó mới nổ cầu chì cả hai bên rồi. Đó, chập hết. Bây giờ sẽ phải làm lại mạch tiền kích và kích. Sau đó là điện áp bình thiên chuẩn rồi thì mới thay cặp sò xịn vào các bạn ạ. Chứ không thì con này là chạy dòng công suất là tương đối thôi mà nó sẽ chết. Chạy sò chợ này chết. Đây bạn nào bạn thay bạn bịt đánh bay hết cả số, coi như không nhìn số nữa rồi. Không có số má thì gọi là siêu black luôn rồi, đen xì luôn. Bắt đầu quy trình để trả lại tên cho em các bạn ạ. Đấy. Bây giờ Onkyo của bạn Hợi này là số má là xóa hết sạch rồi, sò là chết hết. Sò thay toàn sò chợ và xong đó là nó không chịu được dòng, nó chết hết rồi. Chết thêm một loạt đèn kích nữa rồi. Xong đèn kích thì chập, cầu chì nổ hết. Bây giờ sẽ phải nhổ hết ra sò ra, bỏ cái hết cái loạt sò này đi các bạn ạ. Thay đúng sò xanh đen Toshiba xịn vào, của Nhật vào mới được. Đó, những cái cặp này vào nó không đủ dòng đâu. Nên là không đúng tên lại xóa tên đi này, chết dở. Thế nó mới chết sạch là như thế. Bắt đầu hút xì gà khói thiếc đây rồi các bạn ơi. Con này là dự là sẽ hít hơi nhiều khói thiếc. Bởi nó sẽ làm rất là mất nhiều thời gian và chết nhiều. Bạn nào hàn kỹ thuật cũng tương đối đẹp. Mỗi tội có lẽ là trong đó là linh kiện là hiếm các bạn ạ. Không có đồ thay xịn. Mà thay như này thì không chạy được. Một trong những khó khăn của thợ sửa âm ly là vấn đề linh kiện các bạn ạ. Đó. Có thể bạn sửa rất tốt đấy nhưng mà không có linh kiện xịn để thay thế, hoặc là linh kiện cũng phải là xịn Nhật tương đương. Và mình phải tra thông số kỹ thuật về hệ số khuếch đại điện áp. Nó phải đầy đủ thông tin tương đương nhau các bạn ạ. Thì mới thay nhau được. Tra tương đương nhưng mà phải là sò xịn. Chứ còn nếu tra tương đương mà thay sò Trung Quốc vào thì nó về lý thuyết gì là tương đương nhưng mà thực tế thì lại không được như thế. Thì là thay vào nó sẽ chạy nóng và có thể một thời gian ngắn là chết hoặc là chết luôn. Mà khi nó chết công suất thì nó kéo theo một loạt các cái đèn kích trên này chết hết. Đấy, thành ra là làm rất là vất vả. Nên là Đức Đoàn sẽ làm toàn bộ cái này về thay kích zin này. Sau đó là đo điện áp, phân áp, chuẩn chỉnh thì mới thay sò xịn vào một lần thôi. Mạch con này tương đối đẹp. Ông Lê QRX của bạn Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, bạn có
chia sẻ là bạn nhờ Đức Đoàn quay một đoạn video để xem nội thất ruột gan của bạn gái này, của Emily này như nào. Đấy, chạy từ sò Hitachi hết, 8 sò Hitachi vẫn zin hết. Con này mắc bệnh nổ là làm hơi phức tạp. Đó, mạch thì nó xỉn xấu nhưng mà đấy, làm mất rất nhiều công mà nó đẹp lên như này rồi, gọi là tương đối thôi, thì nó lâu năm quá rồi. GLX 5500 bạn Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh làm những con cổ này và đời lâu như này rồi các bạn này. Đấy, GLX 5500 này nó gồ ghề này đây. Đấy, làm một đống đèn như này đây. San Sui QRX 5500 của em Trung ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên bác, đã ra Hà Nội và Đức Đoàn đã chăm sóc. Bây giờ đã trở lại hoạt động bình thường rồi, đèn đóm tất cả đầy đủ hết rồi, mất đèn thiếu là thay hết. Mặt mũi ruột gan xử lý bằng sạch. Đó, siêu âm các kiểu là thuốc men, thuốc bổ rồi các thứ là vào là ngon lành hết rồi. Bây giờ sẽ ngon rồi. Hay quá nhỉ. Con này chạy 8 sò sắt Hitachi, tiếng khỏe các bạn ạ. Hay. Đã nhìn thấy bầu trời xanh thăm thẳm rồi, âm nhạc lại nổi lên và rất hay rồi. Chuẩn bị lại chuyển về thành phố mang tên người để phụ em Dũng. Lickman 309V của em Kiên ở Hà Nội. Con này chạy ngắt các bạn ạ. Chạy mấy phút là ngắt luôn. Đó, đây, vẫn là hai cặp sò tô chữ đỏ. Zin hết. Nhìn mạch cũng khá zin. Có vẻ còn nguyên. Đây, mỗi tội cái vỉ này thì cũng oxy hóa điện trở gì nhiều đây. Đấy. Đây, một số chân điện trở đã bị dì hết đầu rồi.